Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số này, mời quý vị khán giả đến với trang truyền hình thị xã Hương Thủy. Trước hết, như thường lệ là phần điểm những nội dung sẽ có trong chương trình. Phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chủ trọng triển khai, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ chiến sĩ yên tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh giúp các em có những kiến thức và kỹ năng phù hợp, hình thành những hành vi thói quen lành mạnh, tích cực. Ghi nhận từ chương trình ngoại khóa do thị xã Hương Thủy tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp đã và đang được nhiều cơ quan đơn vị quân đội trên địa bàn triển khai thực hiện. Tại thị xã Hương Thủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng, củng cố doanh trại ngày càng khang trang sạch đẹp, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, phục vụ tốt hơn nơi ăn ở, sinh hoạt, đời sống của cán bộ chiến sĩ, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp là một bước cụ thể hóa phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Ngay từ khi có kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy đã ra nghị quyết, chỉ đạo ban hành kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách, tổ chức thực hiện chặt chẽ trên từng phần việc, theo dõi, quản lý, đánh giá, bổ sung, xác định những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Trên cơ sở các cái nội dung, các tiêu chí thì người chỉ huy đã kịp thời là triển khai kế hoạch để điều hành tổ chức thực hiện cho bằng được các cái tiêu chí trong 6 cái nội dung mà hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Và trên cơ sở đó thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các chi bộ hàng tháng phải đưa cái nội dung về xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp này vào trong nghị quyết của chi bộ mình và cụ thể hóa từng cái nội dung để mỗi một tháng triển khai thực hiện một nội dung và một công việc. Trong hơn 2 năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và của thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã đầu tư hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công để cải tạo mặt bằng, xây dựng khuôn viên, hệ thống đường nội bộ, sắp xếp nơi làm việc, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của cán bộ nhân viên, sửa chữa và làm mới biển bảng, pano, khẩu hiệu, trồng và chăm sóc hệ thống vườn hoa cây cảnh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tổ chức có hiệu quả phong trào trồng và chăm sóc cây xanh trong doanh trại, có quy hoạch, mật độ, cơ cấu cây xanh, thảm cỏ hợp lý, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đối với bản thân tôi, xác định rõ đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng về công tác xây dựng đơn vị. Tôi và cùng các đồng chí trong đơn vị đã không quản mưa nắng là xây dựng đơn vị chính quy xanh sạch đẹp. Để phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu thiết thực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã thường xuyên làm tổ công tác giáo dục cho cán bộ quân nhân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, từ đó phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết khắc phục khó khăn, tích cực tham gia xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Để thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy xác định một số nhiệm vụ chính như sau: là tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ thị của trên đối với công tác xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, là tổ chức giáo dục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ tự giác trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, hàng năm tiến hành rà soát đánh giá chất lượng doanh trại, cơ sở vật chất, đồng thời là tiếp tục huy động nguồn lực của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương từ thị xã xuống các xã phường và các cơ quan ban ngành để thực hiện phong trào này. Cùng với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp do Ban Chỉ huy Quân sự thị xã triển khai đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng mềm là nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục kỹ năng sống.
Điều này giúp trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng phù hợp, từ đó hình thành những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, đồng thời giúp các em có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Ghi nhận tại chương trình ngoại khóa do thị xã Hương Thủy tổ chức với sự tham gia của hơn 4.000 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Tại chương trình, diễn giả Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến kỹ năng ứng xử đối với trách nhiệm của học sinh hiện nay. Đó là trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với gia đình. Bằng khả năng nói chuyện lưu loát, hồn biện sắc sảo của diễn giả cùng hàng loạt câu chuyện giàu cảm xúc về tình cha mẹ, tình thầy trò, chương trình đã mang đến những giây phút lắng đọng cho người nghe, nhất là các em học sinh. Qua cái buổi chia sẻ và nói chuyện của thầy Phan Thanh Nhân thì em đã rút ra được rất nhiều bài học quý giá cho mình. Qua cái buổi sáng hôm nay thì bản thân em đã tìm thấy cho mình được những thiếu sót, những mặt hạn chế của mình, và tương lai em sẽ có thêm động lực để mà hoàn thiện mình hơn nữa. Đối với gia đình thì có cảm thấy càng trân trọng, yêu quý ba mẹ mình hơn. Vì trước đây thì có những lần con thương hay làm cho ba mẹ phiền lòng và đã phớt lờ đến lời nói của ba mẹ. Từ nay con đã rút ra được bài học và sẽ thay đổi bản thân mình. Với bạn bè xung quanh thì sẽ đoàn kết, yêu thương các bạn hơn, cùng chia sẻ với các bạn, và với xã hội thì sẽ yêu quý mọi người xung quanh. Theo tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, hơn 70% thành công của đời người không liên quan đến vấn đề chuyên môn mà liên quan tới kỹ năng sống. Đừng trước mọi khó khăn, đừng nên bỏ cuộc mà hãy cố gắng, rồi thành công sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh, trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà trường và ngành giáo dục, mà chủ yếu là từ phía gia đình, bởi phụ huynh mới là người gần gũi, hiểu con em mình nhất. Với trách nhiệm của gia đình thì việc mà phụ huynh có thể là hiểu, chia sẻ và giúp đỡ cho các em, đó là điều quan trọng. Bởi vì phụ huynh Việt Nam hiện nay không phân biệt được hai chuyện khá rõ, đó là dạy dỗ và giúp đỡ. Nếu như mà phụ huynh chỉ có rằng là dạy dỗ con thôi và nói con phải học chuyện này, dạy con chuyện kia, thì nó phù hợp với những giai đoạn tiểu học. Nhưng khi các bạn vô trung học cơ sở và trung học phổ thông thì cái giai đoạn giúp đỡ rất quan trọng, cho nên phụ huynh cũng cần phải được trang bị kỹ năng. Thực tế cho thấy học sinh luôn cần trang bị các kỹ năng xã hội, bởi nó không chỉ giúp định hướng nghề nghiệp, có cơ hội thành công trong tương lai, mà trước mắt những kỹ năng này sẽ giúp các em tránh được những chuyện đáng tiếc nếu không may gặp phải những vấn đề tiêu cực, bế tắc trong cuộc sống. Học sinh Việt Nam cũng như học sinh trên thế giới thì rất là cần kỹ năng, mà kỹ năng xã hội thì giúp cho các em có cơ hội thành công trong tương lai và định hướng cái nghề nghiệp cũng như là cuộc sống của mình một cách tốt hơn. Chính vì vậy, việc trang bị kỹ năng nó không chỉ đến từ nhà trường, xã hội, mà nó cần có một chính sách chủ trương chung của nhà nước để làm sao tất cả các em đều được thụ hưởng cái kỹ năng tốt nhất. Điều thứ hai mà mình thấy rằng là sức khỏe tinh thần của các bạn học sinh hiện giờ là rất là cần thiết. Các bạn hiện giờ là lao vào những cái trò chơi, ví dụ như là điện tử chẳng hạn, hoặc là các bạn thiếu những cái sân chơi thể thao. Rồi về cái tinh thần của các bạn khi gặp vấn đề rắc rối thì các bạn sẽ rất là dễ trả giá cho mạng sống hoặc là suy nghĩ bế tắc. Chính vì vậy rằng là buổi chuyên đề này trang bị các bạn thêm một cái nêu, một cái điểm tựa để khi mà có những vấn đề về tiêu cực, về những không thể giải quyết được trong cuộc sống, thì các bạn có thể rằng là tìm cách hoặc tìm tới chuyên gia, hoặc là các bạn tìm tới sự hỗ trợ giúp đỡ ở ngay cả nhà trường. Với những thông điệp được gửi gắm qua từng câu chuyện cụ thể, chương trình ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống hướng tới mục tiêu giúp các em học sinh thay đổi hành vi theo hướng tích cực, cũng như khả năng điều chỉnh và quản lý hiệu quả hành vi, thái độ của mình trước các tình huống nảy sinh trong cuộc sống, để hướng đến những giá trị sống viên mãn với phương châm mỗi ngày một tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website tdt.com.vn hoặc trên fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.